Phẩm Bồ Tát Ca Diếp. Phẩm thứ 12, phần 2. Thiện Nam Tử, nếu ai nói rằng Như Lai dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn, hoặc Như Lai không dứt tất cả mà vào Niết Bàn, những người ấy đều không hiểu được ý Như Lai, nên mới nói ra những thuyết như vậy. Thiện Nam Tử, trong Hương Sơn có 53.000 vị tiên nhân, đều là những người vào thuở quá khứ đã tu các công đức nơi chỗ Đức Phật Ca Diếp. Họ chưa chứng đắc thánh đạo, chưa được gần gũi chư Phật để nghe và thọ nhận chánh pháp. Như Lai vì những người này mới bảo A Nan rằng sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Chư thiên nghe được rồi, bèn truyền tin ấy đến tận Hương Sơn. Các vị tiên nhân kia nghe được tin ấy liền sanh lòng hối tiếc rằng vì sao chúng ta được sanh trong loại người mà không được gần gũi Phật. Chư Phật Như Lai ra đời là việc rất khó gặp cũng như hoa yêu đàm. Nay chúng ta nên đến chỗ Phật Thế Tôn để nghe và thọ nhận chánh pháp. Thiện Nam Tử, bấy giờ 53.000 tiên nhân liền đến chỗ ta. Ta thuyết pháp thích hợp với họ. Trừ đại sĩ, sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì nhân duyên của sắc là vô thường. Do nhân duyên vô thường sanh ra nên sắc làm sao có thể là thường. Cho đến thức cũng giống như vậy. Bấy giờ các tiên nhân nghe pháp ấy rồi tức thời chứng đắc quả A-la-hán. Thiện Nam Tử, ở thành Câu Thi Na có tộc họ Lực Sĩ khoảng 300.000 người. Họ không chịu phụ thuộc ai, thường tự thị kiêu căng với hình xác sức mạnh, thân mạng và tài sản mà họ có được. Tâm ý họ rối loạn cuồng say. Thiện Nam Tử, vì muốn điều phục những người họ Lực Sĩ ấy, ta bảo Mục Kiền Liên rằng ông nên điều phục những người họ Lực Sĩ ấy. Bấy giờ Mục Kiền Liên kính vâng lời dạy của ta. Trong suốt 5 năm trời cố dùng mọi cách để giáo hóa họ, nhưng không thể khiến cho một người nào trong số họ thọ pháp được điều phục. Cho nên ta lại vì những người họ Lực Sĩ ấy mà bảo A Nan rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện Nam Tử, bấy giờ nghe được lời ấy, những người họ Lực Sĩ liền rủ nhau tụ tập sửa dọn đường xá. Qua 3 tháng rồi, ta bèn từ giã thành Tỳ Xá Ly đi đến thành Câu Thi Na. Giữa đường trông thấy những người họ Lực Sĩ từ xa, ta liền tự hóa thân làm một thầy sa môn, đi thẳng đến chỗ bọn họ rồi hỏi rằng bọn trẻ các con đang làm gì đó. Nghe hỏi như vậy, những người họ Lực Sĩ đều sanh tâm sân hận, trách mắng rằng sa môn, sao ông dám gọi chúng tôi là bọn trẻ. Ta đáp, các con số đông đến 300.000 người, cùng đem hết sức mình mà chẳng rời được hòn đá nhỏ này, chẳng đáng gọi là bọn trẻ hay sao? Những người họ Lực Sĩ nói rằng nếu ông dám gọi chúng tôi là bọn trẻ, hẳn ông phải là một bậc đại nhân. Thiện Nam Tử, bây giờ ta chỉ dùng 2 ngón chân hất văng hòn đá lên. Thấy việc ấy rồi, những người họ Lực Sĩ ấy liền đối với thân mình tự sanh lòng chê trách là yếu ớt. Họ lại hỏi, Sa môn, này ông có thể dẹp hòn đá này ra khỏi đường đi chăng? Ta hỏi, này các con, do nhân duyên gì mà các con sửa dọn đường này? Những người họ Lực Sĩ thưa rằng, Sa môn, ông chẳng biết gì sao? Đức Thích Ca Như Lai sẽ theo con đường này đi đến rừng Sa La để nhập Niết Bàn. Vì nhân duyên ấy nên chúng tôi dọn dẹp đường xá cho bằng thẳng. Ta liền ngợi khen họ, lành thay, các con đã phát lòng lành như vậy. Ta sẽ giúp trừ bỏ hòn đá này cho các con. Ta bèn dùng tay nhấc hòn đá, ném lên tận cõi trời Akanicha. Bấy giờ thấy hòn đá còn đang lơ lửng trên không, những người họ Lực Sĩ đều lấy làm kinh sợ, muốn bỏ chạy. Ta liền bảo họ rằng, những người họ Lực Sĩ, các con, nay chớ sanh lòng hoảng hốt muốn chạy trốn. Những người họ Lực Sĩ thưa rằng, Sa môn, nếu ngài có thể cứu giúp bảo vệ chúng tôi mới dám đứng yên nơi đây. Bấy giờ ta liền đưa tay ra đón lấy hòn đá, đặt lên trên lòng bàn tay mặt. Thấy vậy rồi, những người họ Lực Sĩ sanh lòng hoan hỉ, hỏi rằng, Sa môn, hòn đá này là thường còn chăng, là vô thường chăng? Lúc ấy ta dùng miệng thổi vào hòn đá, tức thời hòn đá tan nát thành bụi nhỏ. Thấy vậy rồi, những người họ Lực Sĩ cùng nói rằng, Sa môn, đá này là vô thường. Họ liền sanh lòng hổ thẹn, tự trách mình rằng, tại sao chúng ta lại dựa vào sự tự tại, hình sắc, sức lực, mạng sống, tài sản của chúng ta mà sanh lòng kiêu mạn. Biết rõ tâm ý của họ rồi, ta liền bỏ thân biến hóa, hiện nguyên hình Phật và thuyết pháp với họ. Những người họ Lực Sĩ được thấy nghe như vậy rồi, tất cả đều phát tâm Bồ Đề. Thiện Nam Tử, tại thành Câu Thi Na có một người thợ khéo tên là Thuần Đà. Người này thuở trước từng ở chỗ Đức Phật Ca Diếp phát lời thệ nguyện lớn rằng, đến khi Đức Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn, tôi sẽ là người sau cùng phụng thí ẩm thực. Vì vậy nên khi còn ở thành Tỳ Xá Ly, ta có bảo Tỳ Kheo Yêu Bà Ma Na rằng, Thiện Nam Tử, còn 3 tháng nữa ta sẽ đến thành Câu Thi Na.
Trong rừng cây sa la mọc sóng đôi mà nhập niết bàn, ông nên đến báo cho Thuần Đà được biết. Thiện nam tử, tại thành Vương Xá có vị tiên nhân ngũ thông tên là Tu Bạt Đà, sống thọ đến 120 tuổi, thường tự xưng là bậc nhất thiết trí, rõ biết tất cả, sanh lòng kiêu mạn lớn. Người ấy đã từng đối trước vô lượng chư Phật quá khứ gieo trồng thiện căn. Vì muốn điều phục người ấy, ta bảo A Nan rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn. Nghe được lời ấy, Tu Bạt Đà sẽ tìm đến chỗ ta, sanh tâm tín kính. Ta sẽ vì ông ấy mà thuyết giảng đủ mọi pháp lành. Nghe pháp rồi người ấy sẽ được dứt hết phiền não, chứng quả A-la-hán. Thiện nam tử, ở thành La Duyệt Kỳ có vị vua là Tần Bà Sa La, thái tử con vua tên là Thiện Kiến. Vì nghiệp nhân duyên nên sanh lòng ác nghịch, muốn làm hại cha nhưng chưa có cơ hội thuận tiện. Bấy giờ kẻ xấu ác là Đề Bà Đạt Đa cũng do nghiệp nhân duyên quá khứ nên sanh lòng dữ, muốn làm hại ta. Đề Bà Đạt Đa liền tu tập ngũ thông, chẳng bao lâu đạt được năm phép thần thông ấy. Sau đó Đề Bà Đạt Đa kết thân với thái tử Thiện Kiến, vì thái tử mà biến hóa mọi phép thần thông, không đi qua cửa mà vẫn ra ngoài được, lại theo cửa mà vào, hoặc đi qua cửa mà ra, lại không qua cửa mà vẫn vào được, hoặc thị hiện thân voi, thân ngựa, thân bò, thân dê, thân nam, thân nữ. Thấy vậy, thái tử Thiện Kiến sanh lòng ái mộ, vui vẻ kính tin theo Đề Bà Đạt Đa. Vì thế thái tử Thiện Kiến liền bày biện nghiêm trang các món phẩm vật mà dâng hiến cho Đề Bà Đạt Đa, lại thưa rằng: Đại sư thánh nhân, tôi muốn được thấy hoa mạn Đà La. Đề Bà Đạt Đa tức thời hiện lên cõi trời Đao Lợi, hỏi xin hoa ấy, nhưng Đề Bà Đạt Đa là người đã hết phước nên chư thiên ở đó chẳng ai cho. Xin hoa không được, Đề Bà Đạt Đa bèn suy nghĩ rằng cây mạn Đà La vốn không tự có bản ngã, cũng không sở hữu các pháp khác, nếu ta tự lấy hoa ấy cũng không có tội gì. Đề Bà Đạt Đa liền bước tới toàn hái hoa, tức thời mất hết thần thông, nhìn lại thấy mình đã rơi xuống giữa thành Vương Xá. Lòng sanh hổ thẹn, Đề Bà Đạt Đa không dám đến viếng thái tử Thiện Kiến, lại nảy ra ý nghĩ rằng: Này, ta nên đến chỗ Như Lai, xin ngài giao lại đại chúng chư tăng cho ta, nếu Phật ưng thuận, ta sẽ có thể tùy ý dạy bảo sai khiến những người như Xá Lợi Phất. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ ta, nói rằng: Xin Như Lai đem đại chúng này mà phó chúc cho tôi sẽ dùng mọi cách thuyết pháp giáo hóa, khiến họ được điều phục. Ta đáp: Ông thật ngu si, người thông minh đại trí, được người đời tin phục như Xá Lợi Phất, còn chưa được ta đem cả đại chúng mà phó chúc. Huống gì ông là kẻ ngu si, chỉ biết lặp lại những lời người khác đã nói. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đối với ta càng sanh tâm xấu ác, liền nói: Cổ Đàm, này tuy ông điều phục được đại chúng, nhưng thế lực chẳng tồn tại được lâu, chắc chắn rồi sẽ tàn diệt. Đề Bà Đạt Đa vừa nói ra lời ấy, toàn cõi đất này liền chấn động 6 lần. Đề Bà Đạt Đa đứng trơ trên đất, bên thân ấy có luồng gió cực mạnh thổi qua, làm cho bụi bặm đất cát bám dơ cả người. Đề Bà Đạt Đa thấy tướng dữ ấy rồi lại nói rằng: Nếu thân đời này của ta phải vào địa ngục A Tỳ, thế nào ta cũng phải trả mối oán thù sâu nặng này với Cổ Đàm. Liền đó Đề Bà Đạt Đa đến chỗ thái tử Thiện Kiến, vừa thấy người, thái tử hỏi rằng: Thánh nhân, tại sao dung nhan ngài tiểu tụy ưu sầu? Đề Bà Đạt Đa nói rằng: Tôi vẫn thường như vậy. Thái tử chẳng biết sao. Thiện Kiến đáp rằng: Xin ngài nói rõ ý, vì nhân duyên chi vậy? Đề Bà Đạt Đa liền nói: Nay tôi với ngài rất thân thiết, người bên ngoài nói xấu ngài thật là vô lý, tôi nghe biết việc ấy lại có thể không ưu sầu hay sao? Thái tử Thiện Kiến liền hỏi: Người trong nước nói xấu tôi như thế nào? Đề Bà Đạt Đa đáp: Người trong nước nói xấu ngài, gọi ngài là vị sanh oán, nghĩa là kẻ oán thù từ lúc chưa sanh. Thái tử Thiện Kiến lại hỏi: Tại sao họ gọi tôi là vị sanh oán? Ai đã đặt tên ấy? Đề Bà Đạt Đa đáp: Khi ngài chưa sanh ra, tất cả các thầy tướng đều nói rằng đứa trẻ ấy về sau sẽ giết cha nó. Vì vậy nên người bên ngoài đều gọi là vị sanh oán. Tất cả người trong cung vì muốn được lòng ngài nên gọi ngài là Thiện Kiến. Phu nhân Vi Đề nghe lời thầy tướng rồi, sau khi sanh ra, liền từ trên lầu cao ném ngài rơi xuống đất, làm ngài gãy mất một ngón tay. Vì nhân duyên ấy, người ta lại gọi ngài là Bà La Lưu Chi. Tôi nghe những điều như vậy lấy làm buồn rầu bấn loạn, nhưng không thể mang ra nói thẳng với ngài. Để Bà Đạt Đa đem những việc xấu ác như vậy kể ra để xúi dục thái tử giết cha, nói rằng nếu cha ngài đã chết, tôi cũng có thể giết chết Sa Môn Cổ Đàm. Thái tử Thiện Kiến liền hỏi một vị đại thần tên Vũ Hành: Đại thần, tại sao đại vương đặt tên cho tôi là vị sanh oán? Đại thần liền kể nguồn gốc câu chuyện cũng y như Đề Bà Đạt Đa đã nói, không khác chi cả.
Nghe rồi Thiện Kiến liền sai đại thần Vũ Hành đi bắt vua cha, giam ở ngoài thành, sai 4 loại quân canh giữ cẩn thận. Phu nhân Vi Đề nghe việc ấy rồi, liền đi đến chỗ giam vua. Những người canh giữ ngăn cản không cho bà vào. Khi ấy phu nhân nổi giận, liền quở mắng bọn họ. Bấy giờ những người canh giữ liền đến báo với Thái tử Thiện Kiến, đại vương: này phu nhân Vi Đề muốn vào thăm vua, chẳng biết có nên cho vào hay không. Thiện Kiến vừa nghe liền sanh lòng giận tức, đi thẳng đến chỗ mẹ, nắm tóc bà kéo lên, vung đao muốn chém. Lúc ấy đại thần ngự y là Kỳ Bà tâu rằng: đại vương, từ khi lập quốc đến nay, dù tội rất nặng cũng không hại đến phụ nữ, huống chi là mẹ ruột của mình. Nghe lời ấy rồi, Thái tử Thiện Kiến liền vì Kỳ Bà mà buông tha mẹ, nhưng ra lệnh cấm tuyệt không để bà đem áo quần, mùng mền, đồ ăn uống, thuốc thang cho vua cha. Sau 7 ngày vua liền mạng chung. Thái tử Thiện Kiến khi ấy mới sanh lòng hối hận. Đại thần Vũ Hành lại dùng đủ mọi pháp tà ác mà tâu lên: đại vương, tất cả các hành vi tạo nghiệp đều không có tội, nay vì sao ngài lại sanh lòng hối hận? Ngự y Kỳ Bà nghe như thế liền tâu: đại vương, ngài nên biết rằng việc ngài đã làm như vậy phạm vào 2 tội, một là giết hại vua cha, hai là giết vị Tu Đà Hoàn. Những tội nặng như vậy trừ Đức Phật ra thì không ai có thể trừ diệt được. Vua Thiện Kiến liền hỏi: Như Lai là bậc thanh tịnh, không chút bận nhơ, ta là người có tội, làm sao có thể gặp ngài? Thiện nam tử, ta biết rõ việc ấy nên bảo A Nan, còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện Kiến nghe được lời ấy rồi, liền tức thời tìm đến chỗ ta. Ta vì vua ấy thuyết pháp, khiến tội nặng được thành nhẹ, đạt được đức tin vô căn. Thiện nam tử, các đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, nên cho rằng Như Lai đã nói chắc sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, có 2 hạng Bồ Tát, một là hạng Bồ Tát đúng nghĩa chân thật, hai là hạng Bồ Tát giả danh. Hạng Bồ Tát giả danh nghe nói rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, thảy đều sanh lòng thối chuyển, nói rằng Đức Như Lai còn là vô thường chẳng trụ thì chúng ta đây làm được gì? Vì sự vô thường ấy mà trong vô số kiếp chúng ta phải chịu khổ não lớn. Này Như Lai Thế Tôn thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, còn không trừ được ma chết, huống chi bọn ta lại trừ nổi hay sao? Thiện nam tử, cho nên vì hạng Bồ Tát ấy mà ta nói rằng Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai rốt cùng không hề buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, có những chúng sanh sinh khởi quan điểm đoạn diệt, nói rằng tất cả chúng sanh sau khi thân mạng dứt rồi thì không có ai thọ nhận các nghiệp thiện ác. Ta vì những người ấy, ta nên nói rằng quả báo thiện ác thật có người thọ nhận. Vì sao biết là có? Thiện nam tử, vào thuở quá khứ tại thành Câu Thi Na, có một vị vua tên là Thiện Kiến. Thời niên thiếu của vua ấy kéo dài đến 84.000 năm. Đến thời gian ngài làm thái tử cũng kéo dài 84.000 năm. Cho đến khi ngài lên ngôi vua, thời gian trị nước cũng kéo dài 84.000 năm. Đức vua ấy trong khi ngồi một mình ở nơi vắng vẻ tự suy xét rằng chúng sanh phước mỏng, sống đời ngắn ngủi, thường có 4 mối oán thù đeo đuổi mà không tự biết, nên mãi buông thả lười nhác. Vì thế ta nên xuất gia tu hành, trừ dứt 4 mối oán thù là sanh già, bệnh chết. Vua liền sai quan hữu từ làm một tòa nhà bằng thất bảo ở phía ngoài thành. Sau khi làm xong, vua tuyên cáo với tất cả quần thần, bá quan, hộ phi trong cung, cùng tất cả con cái và quyến thuộc rằng: mọi người nên biết, nay ta muốn xuất gia, mọi người có thuận ý hay không? Bấy giờ, tất cả đại thần và quyến thuộc của vua thảy đều tâu lên rằng: lành thay đại vương, nay chính là lúc thích hợp. Vua Thiện Kiến liền cùng với một người hầu đến ở tòa nhà ấy, trải qua suốt 84.000 năm tu tập tâm từ. Nhờ nhân duyên của đức từ ấy mà về sau ngài được liên tiếp làm Chuyển Luân Thánh Vương trong 84.000 đời, lại làm Thích Đề Hoàn Nhân trong 30 đời và làm Tiểu Vương trong vô số kiếp. Thiện nam tử, vua Thiện Kiến thuở ấy nào phải ai xa lạ, cũng không cần quán tưởng tìm hiểu việc ấy, vì chính là ta ngày nay đây. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng có ngã và ngã sở. Lại có lần ta vì chúng sanh mà nói rằng ngã tức là tánh, chẳng hạn như nhân duyên trong và ngoài, 12 nhân duyên, năm ấm của chúng sanh, cảnh giới tâm thức của thế gian, mọi công đức, hạnh nguyện, tác nghiệp, đời sống ở cõi trời tự tại, đó gọi là ngã. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng có ngã. Thiện nam tử, lại một lần khác, có vị tỳ kheo đi đến chỗ ta hỏi rằng:
Thế Tôn sao gọi là ngã? Ngã đó là ai? Vì duyên cớ gì mà có ngã? Ta liền vì tỳ kheo ấy mà dạy rằng, tỳ kheo thật không có ngã và ngã sở. Nói ngã đó tức là vốn trước không mà sau thành có, rồi từ có trở lại thành không. Khi cái ngã ấy sanh ra chẳng từ đâu đến, khi nó diệt đi cũng chẳng về đâu. Tuy có nghiệp quả nhưng không có người tạo tác, không có người lìa bỏ năm ấm cũ và thọ nhận năm ấm mới. Như lời ông hỏi sao gọi là ngã, ngã đó chính là các giai đoạn thời kỳ chuyển biến khác nhau. Lại hỏi ngã đó là ai, chính là các nghiệp thiện ác đã tạo. Lại hỏi vì duyên cớ gì mà có ngã, chính là do nơi tham ái. Tỳ kheo, ví như hai bàn tay vỗ lại, âm thanh do nơi đó mà sanh ra. Cái ngã cũng vậy, do ba nhân duyên là chúng sanh, nghiệp lực và tham ái mà sanh ra, nên gọi đó là ngã. Tỳ kheo, hình sắc của tất cả chúng sanh chẳng phải ngã, trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã, cho đến đối với thức cũng vậy. Tỳ kheo, những người ngoại đạo tuy nói rằng có ngã nhưng rốt cùng không lìa khỏi năm ấm. Nếu nói rằng lìa khỏi năm ấm mà riêng có ngã thì thật là vô lý. Hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh đều như huyễn hóa, như những gợn sóng lung linh hiện ra khi trời nắng gắt. Tỳ kheo, năm ấm đều là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Thiện nam tử, lúc bấy giờ có vô số tỳ kheo quán xét lẽ năm ấm là không có ngã và ngã sở, nhờ đó chứng đắc quả vị A-la-hán. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng không có ngã. Thiện nam tử, trong các kinh ta lại có dạy rằng có ba việc hòa hợp nên chúng sinh có thân này: một là cha, hai là mẹ, ba là thân trung ấm. Có đủ ba việc ấy hòa hợp mới có được thân này. Có khi ta lại dạy rằng bậc A-na-hàm nhập niết bàn ngay trong đời hiện tại, hoặc nói là nhập niết bàn với thân trung ấm, hoặc lại nói rằng thần càn trung ấm được sáng tỏ trọn vẹn đều do nơi nghiệp đời trước trong sảnh tinh khiết như chất đề hồ. Thiện nam tử, có lúc ta dạy rằng thân trung ấm mà những chúng sanh xấu ác nhận lấy giống như cái áo vải thô cũ rách, thân trung ấm mà chúng sanh thuận thiện nhận lấy giống như lụa trắng tốt được làm ra ở Bà La Nại. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng có thân trung ấm. Thiện nam tử, ta lại vì những chúng sanh phạm năm tội nghịch mà dạy rằng những kẻ tạo năm tội nghịch khi bỏ thân này liền vào thẳng địa ngục A Tỳ. Ta lại dạy rằng tỳ kheo Đà Ma Lưu Chi vừa xả thân liền vào thẳng trong địa ngục A Tỳ, khoảng giữa không có một chút thời gian ngừng nghỉ. Ta lại vì ông Phạm Chí Độc Tử mà dạy rằng Phạm Chí nếu có thân trung ấm ắt có sáu cảnh giới hiện hữu. Ta lại có dạy rằng chúng sanh cõi vô sắc không có thân trung ấm. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói chắc rằng không có thân trung ấm. Thiện nam tử, vì trong các kinh ta lại dạy rằng có sự thối chuyển. Vì sao vậy? Do nơi vô số những tỷ kheo biếng nhác trì trệ không tu tập chánh đạo nên ta thuyết dạy rằng có năm loại nhân duyên thối chuyển: một là ưa thích nhiều việc, hai là ưa bàn nói việc đời, ba là ưa thích ngủ nghỉ, bốn là ưa thích gần gũi người thế tục, năm là ưa thích việc đi chơi đây đó. Do những nhân duyên này mà vị tỳ kheo sanh ra thối chuyển. Ta cũng dạy rằng nhân duyên thối chuyển có hai loại: một là nhân duyên bên trong, hai là nhân duyên bên ngoài. Bậc A-la-hán tuy lìa khỏi nhân duyên bên trong nhưng chưa lìa dứt nhân duyên bên ngoài. Do nhân duyên bên ngoài nên sanh phiền não, vì sanh phiền não nên phải thối chuyển. Lại có vị tỳ kheo tên là Cổ Đàn, sáu lần thối chuyển, mỗi lần thối chuyển đều lấy làm hổ thẹn, trở lại tinh tấn tu tập. Đến lần thứ bảy thì chứng đắc rồi lại sợ thối chuyển nên dùng dao mà tự hại mạng sống. Có khi ta phân biệt nói các quả vị giải thoát tùy thời, hoặc nói về sáu hạng A-la-hán. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói chắc rằng có sự thối chuyển. Thiện nam tử, trong kinh lại có dạy rằng ví như đốt cây thành than, than ấy không thể trở lại thành cây. Như cái bình đã vỡ không thể dùng được nữa, phiền não cũng vậy. Khi vị A-la-hán đã dứt trừ phiền não rồi thì phiền não không bao giờ sanh khởi trở lại. Trong kinh cũng có dạy các nhân sanh ra phiền não của chúng sanh có ba loại: một là chưa dứt trừ phiền não, hai là không dứt nhân duyên, ba là không khéo suy xét. Nhưng vị A-la-hán không có hai trong số ba nhân duyên vừa nói, vì vị ấy đã dứt trừ phiền não và biết khéo suy xét. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói chắc rằng không có sự thối chuyển. Thiện nam tử, trong kinh ta dạy rằng thân Như Lai có hai loại: một là thân được sanh ra, hai là pháp thân.
Nói thân được sanh ra tức là thân phương tiện ứng hóa. Thân này có thể nói là có sanh già, bệnh chết, cao thấp, đen trắng, có cái này, cái kia, có học hỏi, có vô học. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói chắc rằng thân Phật là pháp hữu vi. Còn pháp thân là thường lạc ngã tịnh, vĩnh viễn lìa khỏi mọi điều sanh già, bệnh chết. Chẳng phải trắng, chẳng phải đen, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải cái này, chẳng phải cái kia, chẳng phải học hỏi, chẳng phải vô học. Dù Phật có ra đời hay không, thân ấy vẫn là thường trụ, không lai động, không có sự biến đổi. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói chắc rằng thân Phật là pháp vô vi. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng thế nào gọi là 12 nhân duyên? Do vô minh sanh ra hành, do hành sanh ra thức, do thức sanh ra danh sắc, do danh sắc sanh ra sáu nhập, do sáu nhập sanh ra xúc chạm, do xúc chạm sanh ra cảm thọ, do cảm thọ sanh ra tham ái, do tham ái sanh ra chấp thủ, do chấp thủ sanh ra hiện hữu, do hiện hữu mà có sanh, do sanh mà có già, có chết, các mối lo khổ. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng 12 nhân duyên nhất định là pháp hữu vi. Lại có lần ta dạy các tỷ kheo rằng dù có Phật hay không có Phật, tánh và tướng của 12 nhân duyên vẫn là thường trụ. Thiện nam tử, có pháp thuộc về 12 nhân duyên, không do duyên sanh ra, lại có pháp do duyên sanh ra không thuộc 12 duyên, lại có pháp do duyên sanh ra cũng thuộc về 12 duyên, lại có pháp không do duyên sanh ra cũng không thuộc về 12 duyên. Các pháp thuộc về 12 duyên không do duyên sanh ra, đó là nói 12 chi của đời vị lai. Các pháp do duyên sanh ra không thuộc về 12 duyên, đó là nói năm ấm của vị A-la-hán. Các pháp do duyên sanh ra cũng thuộc về 12 duyên, đó là nói năm ấm, 12 nhân duyên của phàm phu. Các pháp không do duyên sanh ra cũng không thuộc về 12 duyên, đó là nói hư không, niết bàn. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng 12 nhân duyên nhất định là pháp vô vi. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng tất cả chúng sanh tạo ra những nghiệp lành dữ, khi vừa bỏ thân thì bốn đại liền tan rã. Những người tạo toàn nghiệp lành thì tâm đi lên cảnh giới cao, những kẻ tạo toàn nghiệp dữ thì tâm đi xuống cảnh giới thấp. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng tâm thức nhất định là thường tồn. Thiện nam tử, có lần ta bảo vua Tần Bà Sa La rằng đại vương nên biết sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì sắc ấy do nhân vô thường sanh ra. Nếu sắc ấy do nhân vô thường sanh ra, người có trí làm sao có thể nói rằng đó là thường? Nếu sắc là thường hẳn nó không thể hoại diệt, sanh các khổ não. Này thấy rằng sắc ấy là tiêu tan hư hoại, nên biết rằng sắc là vô thường, cho đến thức cũng giống như vậy. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng tâm thức nhất định là đoạn diệt. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng đệ tử Phật tuy thọ nhận các món hương hoa, vàng bạc, châu báu, vợ con tôi tớ, tám thứ vật bất tịnh, nhưng vẫn đạt được chánh đạo. Đạt được chánh đạo rồi cũng chẳng lìa bỏ những thứ ấy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng sự hưởng thụ năm món dục không trở ngại thánh đạo. Lại có lần ta dạy rằng người tại gia không có lý nào lại đạt được chánh đạo. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng sự hưởng thụ năm món dục nhất định là ngăn trở che chướng chánh đạo. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng lìa xa phiền não nhưng chưa đạt được giải thoát cũng giống như tu tập thế đệ nhất pháp. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng đệ nhất pháp chỉ ở tại dục giới. Ta lại có dạy rằng đoạn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp đều ở từ sơ thiền cho đến đệ tứ thiền. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo những pháp Như Lai nói đó đều ở tại sắc giới. Ta lại có dạy rằng những người ngoại đạo trước đã dứt trừ phiền não trong cảnh giới tứ thiền, tu tập noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, quán xét bốn chân đế, chứng đắc quả, A-na-hàm. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng đệ nhất pháp ở tại vô sắc giới. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng trong bốn trường hợp bố thí có ba trường hợp được thanh tịnh. Bốn trường hợp bố thí gồm có: một là người bố thí tin vào nhân quả và sự bố thí. Nhưng người nhận bố thí không tin vào nhân quả và sự bố thí,
hay là người nhận bố thí tin vào nhân quả và sự bố thí, nhưng người bố thí không tin vào nhân quả và sự bố thí. Ba là cả người bố thí và người nhận bố thí đều có lòng tin vào nhân quả và sự bố thí. Và bốn là cả người bố thí và người nhận bố thí đều không có lòng tin vào nhân quả và sự bố thí. Trong bốn trường hợp bố thí ấy, ba trường hợp trước là thanh tịnh, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng việc bố thí chỉ do nơi tâm ý. Thiện Nam Tử, có lần ta dạy rằng, người thực hành bố thí dùng đến 5 món để bố thí. Những gì là 5? Một là bố thí vật chất, hai là bố thí công sức, ba là bố thí sự an ổn, bốn là bố thí mạng sống, năm là dùng biện tài để bố thí. Do 5 nhân duyên này, người bố thí có được 5 loại quả báo. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng bố thí tức là 5 ấm. Thiện Nam Tử, có lần ta dạy rằng, Niết Bàn là san bìa tất cả, vĩnh viễn diệt trừ phiền não, không còn chút vết tích nào, như ngọn đèn đã tắt, không còn pháp nào sanh ra nữa. Niết Bàn cũng vậy, nói hư không, tức là không có gì cả, ví như người thế gian vì không có gì cả nên gọi là hư không, không phải do dứt mất đối tượng nhận biết mà gọi là không có. Nếu đã là có, ắt phải có nhân duyên, vì có nhân duyên nên phải có sự diệt mất, vì không có nhân duyên nên không có sự diệt mất. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng không có ba vô vi. Thiện Nam Tử, có lần ta vì Mục Kiền Liên thuyết dạy rằng, Mục Kiền Liên Niết Bàn đó chính là theo kinh văn giảng giải là dấu tích của bậc giải thoát, là nơi đến rốt ráo của người tu tập, là không còn sợ sệt, là bậc thầy lớn để nương theo, là kết quả lớn lao, là trí tuệ rốt ráo trọn vẹn, là sức kham nhẫn lớn, là pháp tam muội không ngăn ngại, là cõi pháp mênh mông, là vị cam lộ bất tử, là rất khó thấy biết. Mục Kiền Liên, nếu nói rằng không có Niết Bàn, vì sao những kẻ phỉ báng Niết Bàn lại đọa vào địa ngục? Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng thật có Niết Bàn. Lại có lần ta vì Mục Kiền Liên thuyết dạy rằng, Mục Kiền Liên con mắt không bền chắc, cho đến thân cũng đều không bền chắc, vì không bền chắc nên gọi là hư không, chỉ là chỗ để thức ăn đi vào xoay chuyển tiêu hóa, tất cả âm thanh đều gọi là hư không. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói chắc rằng có hư không vô vi. Lại có lần ta vì Mục Kiền Liên thuyết dạy rằng, Mục Kiền Liên, có người khi chưa đắc quả Tu Đà Hoàn, đang trụ ở nhẫn pháp, dứt trừ được vô lượng quả báo trong ba đường ác, nên biết rằng người ấy không có nhân duyên trí tuệ mà dệt được vô lượng quả báo xấu ác. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói chắc rằng có phi trí duyên diệt. Thiện Nam Tử, lại có lần ta vì tỳ kheo Bạt Ba thuyết dạy rằng, Bạt Ba, vị tỳ kheo khi quán xét hình sắc, như hình sắc trong quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, như hình sắc ở gần hoặc ở xa, như hình sắc thô ráp hoặc tinh tế, thì thấy rằng mọi thứ hình sắc như thế đều không phải là ngã ngã sở. Nếu tỳ kheo quán xét như vậy rồi thì có thể dứt trừ sự tham ái đối với hình sắc. Bạt Ba lại thưa hỏi rằng, thế nào gọi là danh và sắc? Ta đáp, bốn đại gọi là sắc, bốn ấm còn lại gọi là danh. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lan nói chắc rằng sắc là bốn đại. Thiện Nam Tử, ta lại có dạy rằng, ví như nhân có gương soi, ắt phải có hình bóng hiện ra trong đó. Hình sắc cũng như vậy, nhân nơi bốn đại tạo nên, chẳng hạn như thô, mịn, nhám, trơn, xanh vàng, đỏ trắng, dài ngắn, vuông tròn, tà nhọn, nặng nhẹ, lạnh nóng, đói khát, khói, mây, bụi bặm, mù sương, đó gọi là hình sắc được tạo ra, cũng giống như tiếng rội của âm thanh hình bóng hiện trong gương. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng có bốn đại ắt có tạo ra hình sắc, thật không có bốn đại thì không tạo ra hình sắc. Thiện Nam Tử, trước đây có lần Vương Tử Bồ Đề nói rằng, như có vị tỳ kheo hộ trì cấm giới mà phát khởi tâm xấu ác, nên biết rằng ngay khi ấy liền mất giới tỳ kheo. Ta liền dạy rằng, Vương Tử Bồ Đề, giới có 7 loại, do nơi thân và miệng có hình sắc không biểu lộ, do nhân duyên là hình sắc không biểu lộ nên rủ tâm xấu ác, trong chỗ vô ký cũng không gọi là mất giới, vẫn là chỉ giới, do nhân duyên gì gọi là hình sắc không biểu lộ, vì không có nhân từ những hình sắc khác, không tạo thành quả là những hình sắc khác. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo, Như Lai nói rằng có hình sắc không biểu lộ. Thiện Nam Tử, trong các kinh khác ta có dạy rằng, giới tức là ngăn cấm chế ngự các pháp xấu ác, nếu không làm việc ác thì gọi là trì giới,
Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo Như Lai giảng thuyết nhất định rằng không có hình sắc, không biểu lộ. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng sắc ấm cho đến thức ấm của bậc thánh nhân cũng đều do nhân duyên là vô minh sanh ra. Tất cả phàm phu cũng vậy, từ nơi vô minh sanh ra tham ái, nên biết rằng tham ái tức là vô minh. Từ nơi tham ái sanh ra chấp thủ, nên biết rằng chấp thủ tức là vô minh tham ái. Từ nơi chấp thủ sanh ra hữu, hữu ấy tức là vô minh tham ái chấp thủ. Từ nơi hữu sanh ra thọ, nên biết rằng thọ ấy tức là hành hữu. Do nhân duyên là thọ mà sanh ra danh sắc, vô minh ái thủ hữu hành thọ xúc thức sáu nhập các thứ, cho nên thọ đó chính là 12 nhân duyên. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo Như Lai nói rằng không có các tâm sở. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng từ nơi bốn yếu tố là con mắt, hình sắc, ánh sáng và sự tham muốn xấu ắt phải sanh ra nhãn thức. Nói tham muốn xấu đó tức là vô minh. Khi đang tham muốn mong cầu gọi là tham ái. Tham ái làm nhân duyên cho chấp thủ, chấp thủ gọi là nghiệp. Nghiệp làm nhân duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho sáu nhập, sáu nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho tưởng, thọ, ái. Các pháp như tín, tinh tấn, định tuệ đều nhân nơi xúc mà sanh ra, nhưng không phải là xúc. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói rằng thật có các tâm sở. Thiện nam tử, có khi ta dạy rằng chỉ có duy nhất một cảnh giới hiện hữu, lại có khi ta dạy là có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho đến 25 cảnh giới hiện hữu. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói rằng có 5 cảnh giới hiện hữu, hoặc nói rằng có 6 cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, có một lần ta đang ở trong rừng Ni Câu Đà tại Ca Tỳ La Vệ. Lúc ấy Thích Ma Nam đến chỗ ta thưa hỏi rằng thế nào gọi là yêu bà tắc. Ta liền vì ông ấy thuyết giảng, nếu có thiện nam tử đầy đủ các căn thọ tam quy y thì gọi là yêu bà tắc. Thích Ma Nam lại thưa hỏi, thế tôn thế nào gọi là yêu bà tắc không trọn vẹn? Ta đáp, Ma Nam, nếu ai thọ tam quy và chỉ thọ chỉ một giới thì gọi là yêu bà tắc không trọn vẹn. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng giới yêu bà tắc có thể không cần thọ đủ. Thiện nam tử, có lần ta đang ở bên bờ sông Hằng, cả triền diên tìm đến chỗ ta thưa rằng, bạch Thế Tôn, có giáo hóa chúng sanh khiến họ thọ tám giới trai trong một ngày, hoặc trong một đêm, hoặc trong một lúc, hoặc chỉ trong một niệm. Những người như vậy có thành tựu tám giới trai hay không? Ta đáp, tỳ kheo, những người như vậy làm được điều lành chứ không thành tựu tám giới trai. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng tám giới trai buộc phải thọ đủ mới được. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng tỳ kheo nào đã phạm bốn trọng cấm rồi thì không nên gọi là tỳ kheo nữa, nên gọi là tỳ kheo phá giới, tỳ kheo hư hỏng, không thể trở lại sanh khởi hạt giống lành. Ví như hạt giống đã bị cháy thì không sanh quả hạt, như cây đa la bị chặt ngọn thì không thể sanh trái. Tỳ kheo phạm vào các trọng cấm cũng giống như vậy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng các tỳ kheo đã phạm các trọng cấm thì mất giới tỳ kheo. Thiện nam tử, trong kinh ta có vị Thuần Đà nói về bốn hạng tỳ kheo. Một là các tỳ kheo rốt cùng sẽ đạt được chánh đạo. Hai là các tỳ kheo chỉ bày chánh đạo cho chúng sanh. Ba là các tỳ kheo thọ nhận chánh đạo. Bốn là các tỳ kheo làm ô uế chánh đạo. Tỳ kheo phạm vào bốn trọng cấm chính là hạng làm ô uế chánh đạo. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng các tỳ kheo đã phạm vào bốn trọng cấm không mất giới cấm. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy các tỳ kheo về một thừa duy nhất, một đạo, một hạnh, một duyên. Từ một thừa cho tới một duyên ấy có thể vì chúng sanh mà tạo ra sự vắng lặng an tĩnh, dứt trừ vĩnh viễn mọi sầu khổ trói buộc, khổ và nguyên nhân của khổ, khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt đến một thừa duy nhất. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng từ hàng Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán thể đều đạt được đạo của Phật. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng hàng Tu Đà Hoàn sau 7 lần tái sanh trong cõi người và cõi trời sẽ nhập Niết Bàn. Hàng Tu Đà Hàm chỉ còn thọ thân một lần trong cõi người hoặc cõi trời rồi sẽ nhập Niết Bàn. Hàng A-Na-Hàm có 5 hạng hoặc ở trong khoảng trung gian mà nhập Niết Bàn cho đến sanh lên những cõi cao nhất của sắc giới mà nhập Niết Bàn. Hàng A-La-Hán có 2 hạng, một là hiện tại, hai là vị lai. A-La-Hán hiện tại rất phiền não năm ấm, A-La-Hán vị lai cũng rất phiền não năm ấm.
Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán đều không đạt được đạo của Phật. Thiện nam tử, trong kinh này ta có dạy rằng tánh Phật có đủ 6 đức: thường, còn, đúng thật, chân chánh, hiển thiện, thanh tịnh và có thể thấy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh như hư không. Hư không chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, không chịu sự chi phối bởi hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm. Tánh Phật cũng như thế. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh như của báu chôn giấu trong nhà người đàn bà nghèo, như hạt châu kim cang quý ẩn giữa trán người lực sĩ, như suối nước cam lộ của vị chuyển luân thánh vương. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh để khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có nói những kẻ phạm 4 trọng cấm, nhất diền đề, phỉ báng kinh phương đẳng, làm 5 tội nghịch đều có tánh Phật. Những chúng sanh như vậy đều không có pháp lành, tánh Phật là lành. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy chúng sanh tức là tánh Phật. Vì sao vậy? Lìa khỏi chúng sanh thì không có sự chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên ta đưa ra ví dụ người mù sờ voi với vua Bà Tư Nặc. Như những người mù mô tả con voi, tuy người nghe không nhận ra được con voi nhưng cũng không ra ngoài hình thể con voi. Chúng sanh nói rằng sắc là tánh Phật cho đến thức là tánh Phật cũng giống như vậy. Tuy không phải tánh Phật nhưng cũng không ra ngoài tánh Phật. Như ta vì nhà vua nói ví dụ về cây đàn không hầu, tánh Phật cũng như thế. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền đưa ra đủ mọi thuyết. Cũng như người mù hỏi về sữa, tánh Phật cũng thế. Vì nhân duyên ấy có người nói rằng những kẻ phạm 4 trọng cấm, phỉ báng kinh phương đẳng, làm 5 tội nghịch, hạng nhất xiền đà, thảy đều có tánh Phật. Hoặc có người nói rằng những người như vậy không có tánh Phật. Thiện nam tử, ở nhiều nơi trong các kinh điển ta có nói rằng một người ra đời mà nhiều người được lợi ích, một quốc độ mà có 2 chuyển luân vương, một thế giới mà có 2 vị Phật ra đời. Những việc như vậy đều không thể có. Trong một cõi tứ thiên hạ mà có 8 vị tứ thiên vương, cho đến có 2 cõi trời tha hóa tự tại cũng là không thể có. Nhưng ta có đề cập đến từ địa ngục A Tỳ bên dưới cõi Diêm Phù Đà lên đến cõi trời Akanicha. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng không có 10 phương chư Phật, nhưng trong các kinh Đại Thừa ta thật có nói đến 10 phương chư Phật.